Bước 1. Cơ sở khám chữa bệnh cần thông báo và giải thích rõ lý do chuyển tuyến cho bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn. Bước 2. Người đại diện cơ sở khám chữa bệnh ký giấy chuyển tuyến theo mẫu quy định. Bước 3. Làm các thủ tục kiểm tra trước khi chuyển bệnh nhân. Ngoài ra, trường hợp người bệnh được chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh khác chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở khám chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi. Trường hợp người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh không phải là cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và sau đó được chuyển tiếp đến cơ sở khám chữa bệnh khác thì chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở khám chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi. Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ký. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp sử dụng giấy chuyển tuyến. Theo quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo thông tư 40 thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó.